Rồi, phần bột thì các bạn sẽ sử dụng bột Tài Ký, bột Vĩnh Thuận, bột nào cũng được. Nhưng các bạn pha theo công thức nước cô hướng dẫn. Được chưa? Bây giờ đâu ai làm gạo xay nữa, gạo xay đi xay bột rồi. Ví dụ như các bạn bán ở ngoài thì các bạn đi xay bột được. Còn các bạn làm ở đơn vị nhà nước, ai cho các bạn đi ra đi vào giống như cái chợ để xay, người ta toàn là sử dụng bột này. Và hiện nay cái bột này nó đang sao rất là tiện lợi cho mình, là vì sao? Các bạn bán tới đâu các bạn pha tới đó. Ví dụ như các bạn bán từ sáng các bạn pha mấy chục gói luôn, đúng không? Để đây con hút được. Còn nếu như mà các bạn bán gần tới chiều còn một người khách, các bạn pha một gói các bạn đổ 8 cái, đúng không? Hết 8 cái rồi còn khách nữa, các bạn pha nửa gói, bán 4 cái, hết 4 cái nghỉ. Tại vì khi các bạn bán ở ngoài, còn khi các bạn làm ở đơn vị nhà nước thì sao, người ta giao cho các bạn mà một gói bột giống vậy là bao nhiêu cái, các bạn phải đổ đúng bao nhiêu cái. Các bạn hết là các bạn phải kiểm hàng tồn, phải đem về đúng với lại số lượng các bạn còn tồn, đúng không? Và các bạn nhớ định lượng cô hướng dẫn các bạn, đây là gói bột 400g, nhớ nha các bạn, để mai mốt cái pha gói bột 1 kg rồi la làng giống như các bạn của cái lớp nào đó. Tự nhiên cô nói rõ ràng, các bạn cứ lo làm tán không, các bạn không để ý ha. Rồi cái tới khi mà đi mua thì đi mua gói bột 1 kg rồi về pha theo công nước nước của cô, rồi cô sao nó đặc sệt luôn vậy. Rồi với gói bột 400g các bạn sẽ sử dụng 4 chén nước. Bốn chén nước. Lấy đồ đánh bột qua luôn đi. Lấy đồ đánh. Cái giá được rồi, khỏi lấy đồ đánh. Anh đi bánh bông lan, lấy đồ bát đánh. Rồi quậy đi nè. Quậy đi em không. Rồi, các bạn sẽ đem vào nửa muỗng cà phê muối. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Phần nước cốt dừa các bạn chỉ cho nửa chén thôi nha các bạn. Rồi để cô nói tại sao các bạn cho nửa chén nước cốt dừa. Nếu như các bạn cho hết 4 chén rưỡi nước cốt dừa thì đúng là cái bánh của bạn sẽ rất là béo, rất là ngon, rất là thơm, nhưng các bạn sẽ không lấy lên được. Vì sao? Vì bản thân nước cốt dừa nó có đường, và các bạn đổ lửa riu riu trên chảo thì sao? Cái đường ở trong cái nước cốt dừa nó sẽ ra làm cho cái bánh của các bạn nó sẽ bị cháy và nó vàng, nó dính xuống. Nên các bạn chỉ đổ phần nước cốt dừa vừa đủ thôi. Các bạn cũng đừng cho nhiều quá, cho nhiều quá một lát các bạn sẽ không bao giờ lấy lên cái bánh được. Nó sẽ cháy từ từ và cái đường trong cái nước dừa này nè, mà các bạn để lửa riu cái nó làm cho cái nước dừa trong nước đường trong đây nó ra là cái bánh bạc đen mà nó sẽ bị cháy, nó dính xuống. Rồi được chưa? Với gói bột 400g cho cô cái trứng gà, các bạn sẽ pha 4 chén nước lạnh, nửa chén nước cốt dừa và sẽ đem vào nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt, và sau cùng các bạn sẽ cho vào một cái trứng gà. Thôi đủ không các bạn, đánh các bạn cho vào. Sau khi các bạn quậy bột tan đều hết rồi, các bạn sẽ đánh tan một cái trứng gà mà chúng ta sẽ cho vào. Và sau cùng các bạn sẽ cho hành lá vào và chúng ta sẽ đem đi đổ. Và nhớ đổ bánh xèo là sao? Lúc nào cái chảo cái bánh xèo cũng phải nóng nha. Tại vì nếu như sao các bạn không để cái chảo nóng thì sao, các bạn dội bột lên, bột nó sẽ không dính lên trên cái thành chảo mà nó sẽ tuột xuống cái phần chính giữa. Cái đáy bánh thì ra cái đế bánh, cái đáy bánh sẽ bị dày, bánh sẽ không có cái vành mỏng. Nên nhớ là các bạn lúc nào có chảo bánh xèo cũng phải nóng, sau đó tráng bột lên, cái bột nó dính lên thành bánh rồi là chúng ta sẽ mở lửa nhỏ lại và các bạn sẽ bắt đầu xoay cho cái dành bánh nó giòn. Đúng rồi. Hết nữa. Đây 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 có rồi, có rồi. Không hết trái bánh luôn rồi. Không có sai quá xa. Nhận rồi, đi về cũng làm. Rồi cái đổ bây giờ. Về đi, coi mất phần. Ừ, về đi, em ăn được thêm một phần. Tao thấy mà chưa xong mà có mối đặt tao một cái rồi đó. Này. Cô của mày á,